cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với JM. Hôm nay là ngày cuối cùng của JM ở tại khách sạn Unico ở Tulum, Mexico nha. Thì hôm nay mình có một cái buổi massage cho couple ở tại cái khách sạn này. Thì một chút vô trong mình xem thử cái chia sẻ quay cái phòng massage ở khách sạn 5 sao như thế nào nha cô chú anh chị nha. Chị thì bây giờ cho em đang đi vô cái phòng spa để massage. Bữa nay mình có cái reservation hai người. Cái tên của cái spa là Essentia Spa. Vô hỏi nè. Hai người mình làm chơi mệt mỏi rồi, bây giờ mình vô mình massage ha cô chú anh chị ha. Và đồng thời trong đây cũng có cái phòng gym nữa. Yeah, phòng gym trong này. Bây giờ họ dẫn mình đi vô cái phòng spa ha cô chú anh chị ha. Ok, đây ngoài sau này là cái gì ta? Nó có cái những cái hồ để tắm xông hơi á. Hello. Hola. Yes. Are you ready? I'm ready. Please follow me. Okay. Cái này là phòng thay đồ nè. This is sauna ha. Okay. This is steam room. Cái này phòng steam room nha cô chú anh chị nha. This is hydrotherapy shower. Hydro shower, tắm mà nhiều cái dầu nước á. Còn đây là cái jacuzzi. This is cold shower. Oh, đã ha, đó đầy đủ hết. Còn cái này là jacuzzi, hot tub, okay. This way the clothesline. Oh, okay. The cold room. Thermals, okay. So nằm trên đây mình có thể mình feel được nóng and stuff like that. It's good. Yeah, nice. Thank you. Sure. Đã man. Chỗ này đã lắm nha. And then on the left. Oh. Okay. Oh, còn đây là waiting room. This is waiting room. Yeah. Oh, trên đây là phòng đợi ha. That's it. Yes. Your therapy coming for you in a moment. Okay. Thank you. Thank you. And all right. Đây là phòng đợi nè cô chú anh chị. Đó. Và mình xong rồi thì chơi thay đồ ha, thay đồ xong rồi ra bắt đầu. Đó, phòng đợi đây. Khá là rộng, rất là sạch sẽ ha cô chú anh chị ha. Thì mỗi cái package một người là 300. Thì hai người là khoảng 600 đô ha. Đi cái massage này ha. Rất là đã. Thì ở ngoài sân thì nó có những cái hồ nước, như hồi nãy chơi có quay cho cô chú anh chị xem á. Đây nè, có những cái hồ nước xông hơi tắm ngoài sân. Trên massage ha. Thì vô khách sạn mấy cái service này nó rất là mắc. Nó có nước, nó có đợi nước cho mình uống nữa nè. Đó. Quá chuyện đã luôn, chuẩn bị hồi nó vô chung với cái phòng của bà xã chơi ha. Ok em, hello. Bây giờ mình chuẩn bị đi lên lầu ha. Thank you very much. Đây, bà xã nè, thấy không? Bây giờ đi massage ha. Wow, nice. Bây giờ bắt đầu mình đi lên lầu ha. Lên lầu thì trên này là cái phòng đợi nữa nè. Left side. Yeah. Then, cái massage luôn. Ok, nice. Massage nha cô chú anh chị nha. Cho couple là hai người. Mình nằm được hai người nằm chung ha. Rất là relaxing ha. Đây, ok. Thôi bây giờ mình đi massage. Chúc gặp lại cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị thì bây giờ cho em chuẩn bị đi massage ha. Bà xã nằm úp luôn rồi. Rất là sướng luôn ha. Mình có được 50 phút massage. Hello em. Hello. Alright, bây giờ mình chuẩn bị đi massage nha cô chú anh chị nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị sau massage ha. Đây, ngày cuối cùng của cho em ở tại Tulum, Mexico nè cô chú anh chị.
Sáng ra nhìn thấy biển là thấy relax rồi ha. Trời, biển nước xanh đẹp, phía dưới là có hồ bơi, xa xa có những cây dừa rất là đẹp ha cô chú anh chị ha. Nếu cô chú anh chị nào mà thích đi nghỉ dưỡng chỉ có ngắn hạn thì có thể đi qua Mexico, Cancun cũng được, Playa del Carmen cũng được, hoặc Tulum cũng được nha cô chú anh chị nha. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Thì trong khách sạn này mỗi phòng nó cho mình hai cái nón ha cô chú anh chị ha. Bây giờ mình sẽ đem tới đây và cho nó vẽ lên cái tên hay là cái gì đó mình thích thì nó vẽ cho mình ha. Đây nè, rất là vui luôn á. Đây là ngày cuối cùng của cho em cho nên mình sẽ kêu nó vẽ và ghi tên lên. Rất là đẹp ha, cảnh quan rất là ok ha, beautiful đó. Bây giờ lại đây kêu họ vẽ nè. Đây, ở đây họ vẽ nón nè. Đây. Hola. Ok cô chú anh chị, thì mình mới vừa drop hai cái nón xuống cho nó vẽ tên và vẽ hình lên cái nón của chị em rồi. Bây giờ thì mình sẽ vô cái nhà hàng này mình ăn một lần cuối để tạm biệt Tulum, Mexico nha cô chú anh chị nha. Lấy bàn em. Đây, bà xã, để bà xã vô lấy bàn. Lại là nhà hàng 2087 restaurant ha. 20 tọa độ Bắc và 87 là tọa độ hướng Tây. Đây, mình sẽ vô đây mình ăn ha. Hôm nay thì mình lại ăn buffet ha. Cái này nó có international nè. Đó, vegan, tức là ăn rau cải ha. Vegan. Có oatmeal. Bên này cũng có cheese. Thì mấy bữa chơi cũng có quay cho cô chú anh chị xem rồi. Omelette. Omelette nè, là mình làm trứng của mình. Còn này là taco ha cô chú anh chị ha. Taco. Ở bên đây là Mexican Corner, là đồ ăn của người Mỹ ở bên này ha cô chú anh chị ha. Ok. Khá là good. Ủa bà xã mình đâu có tiêu nữa. Ngoài này nó có bánh croissant. Đủ thứ hết. Đây nó có bánh croissant nè. Croissant dessert ha. Ok, thôi cho em đi lấy đồ ăn ha. Thì đây là buổi sáng cuối cùng ở Tulum của cho em đây. Mà phần ăn rất là giản dị ha. Ê Bu, còn ăn gì à? Pancake nè, trứng luộc ha. Còn mình thì ăn cơm với lại đồ mễ ha. Đó, ok, thôi cho em mời cô chú anh chị ha. Rồi một chút mình sẽ ra sân bay và kết thúc chuyến đi này của cho em trong 3 ngày ha cô chú anh chị ha. Ok cô chú anh chị, thì bây giờ mình lấy cái nón ha. Hồi nãy mình có đặt cho nó vẽ hai cái nón rồi đó. Bây giờ mình sẽ lại mình lấy hai cái nón ha cô chú anh chị ha. Đây, không biết họ vẽ xong chưa. Xong chưa? It's nice, jam travel right there. Đây nè, nón của mình nè. Có tên của mình trên đây luôn nha cô chú anh chị nha. JM Travel là kênh của tụi chơi nha. Đây nè cô chú chị, cái nón ở nhà khách sạn tặng và có được vẽ tên của JM trong đây luôn nha cô chú chị nha. Ok. Rất là đẹp ha, JM Travel nha. Nếu cô chú chị nào mới tới kênh của JM thì nhớ đừng quên nhấn cái nút đăng ký, subscribe ủng hộ cho JM nha. Ok, bây giờ mình chuẩn bị lên máy bay về lại Houston nha cô chú chị nha. Alright, bye Cancun. Okay, cô chú chị ơi, lại là một chỗ quen thuộc nữa. Thường là cái này là sau khi mình qua cổng security ở Cancun thì vô một cái chỗ chuyên bán đồ không có thuế ha. So đây là ngày cuối thì mình chuẩn bị lên máy bay bay về lại Houston. Thì một năm thường tụi trẻ em bay qua bên Mexico để nghỉ dưỡng du lịch là ít nhất phải từ 3 lần ha cô chú anh chị ha. So đây là cảnh quen thuộc nhất đây ha cô chú anh chị ha. Ok, mình sẽ hẹn gặp lại cô chú anh chị ở Houston và những chuyến đi khác. Đây nè cô chú anh chị, thì hôm nay là rất là may mắn là máy bay United đã đến và đi đúng giờ ha cô chú anh chị ha. Thường United Airlines cho em không có được may mắn lắm, lúc nào cũng bị delay mấy tiếng đồng hồ vậy. Hôm nay là đúng giờ, rất là good ha. Đó, máy bay đang đậu ha, bây giờ đang đợi boarding. Và đây là phi trường nè cô chú. Phi trường bên Mexico Cancun rất là đẹp ha, sạch sẽ.
chuẩn bị bay về lại Houston ha cô chú anh chị ha. Khá là đông nhưng mà bên hướng này cũng không đông lắm. Phi trường bên mỗi lần mà chơi bay Spirit thì nó rất là đông, đứng xếp hàng boarding, còn bây giờ thì bên đây nó rất là thoải mái luôn. Bây giờ chỉ đợi lên máy bay và bay về thôi cô chú anh chị. Đây bà xã mình đang ngồi nè. Hello. Rồi, chuẩn bị boarding ha. Chú anh chị ơi, chị em đã lên được máy bay rồi nha. Mình chuẩn bị bay về lại Houston sau 3 ngày du lịch ở Tulum, Mexico. Tụi chị sẽ hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video du lịch tiếp theo. Cô chú anh chị nào mới đến kênh của JM Travel thì nhớ đừng quên nhấn nút đăng ký subscribe ủng hộ JM nhé. Và cái chuông để mỗi khi JM ra những video mới thì cô chú anh chị xin thông báo. Còn bây giờ thì... bye bye Cancun. Tạm biệt Cancun Mexico nha. Hẹn gặp lại bên Houston nha cả nhà nha. Bay lên. Yes, bay lên. Rồi, đã cất cánh lên rồi nha. Yeah. Lên rồi mà chưa thấy biển ta. Đây. Bye bye. Biển đằng kia nha cô chú anh chị nha. Bên hướng bên kia là Hotel Zone, là chỗ mà những du lịch du khách tới ở bên đó, biển xanh ha. Còn những cái vùng những cái nước phía dưới này là lagoon. Xin chào tạm biệt Cancun. Wow, look at the water so clear. This is the water of Cancun. It's a beautiful guy. Cancun, Mexico. Okay, chuẩn bị tới Houston rồi nha, chuẩn bị nha. Chị em, cô chú anh chị rất là nhiều đã đồng hành chuyến đi cùng chị em qua Tulum, Mexico trong chuyến đi này nha cô chú anh chị nhé. Nếu cô chú anh chị nào mới đến kênh của chị em thì kênh của chị em chuyên về du lịch, nhà cửa và những thú vui xung quanh Houston. Cô chú anh chị nào mới đến nhớ đừng quên nhấn nút đăng ký subscribe ủng hộ cho chị em phía dưới và cái chuông để mỗi khi chị em ra những video mới thì cô chú anh chị sẽ được thông báo nhé. Còn bây giờ thì chị em tạm dừng video tại đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video lần sau về du lịch và những thứ vui xung quanh Houston nhé. Bye và xin chào.